Hai Sang chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Sáng hôm nay là ngày thứ hai mà Sang với mấy đứa thực hiện cái video cách ly 14 ngày tại nhà mọi người. Thì ngày đầu tiên á, Sang với mọi người mình đã cắt tóc, tỉa tóc cho mấy đứa gọn gàng rồi. Và sáng ngày hôm nay thì Sang lại tiếp tục mang cái bộ cắt tóc ra để chuẩn bị cắt tóc cho Sang nha. Tại vì một xíu nữa thì Sang phải mang cái bộ cắt tóc này đi trả. Và lại tóc Sang thì ngày hôm nay cũng khá dài rồi, không biết bao giờ mới hết dịch để mà có thể đi cắt ở ngoài. Nhưng mà như thế này, người cắt tóc á, thì không thể nào mà tự mình cắt tóc cho mình được phải không? Nên hôm nay thì Sang phải nhờ một người đó cắt tóc cho Sang. Mọi người, cái cảm giác mà ngày hôm qua xem Sang cắt tóc cho mấy đứa nhóc như thế nào. Nhưng thật ra thì người được cắt tóc á, sẽ không có run đâu, không có sợ đâu. Tại vì mình tin tưởng vào người cắt tóc. Còn người mà mình cắt á, giống như Sang cầm tông đơn ngày hôm qua á, thì cắt tóc cho mấy đứa nhóc rất là run luôn. Tại vì mình sợ cắt xấu á. Và hôm nay thì dịch cũng không ra ngoài được nên thôi để cho bé Mai cắt luôn. Đẹp xấu thì cũng chịu thôi. Rồi cắt đi. Ủa chị cẩn thận nha. Đẹp không? Như hậu không? Như hậu là được rồi. Rồi ủa phía sau nữa. Cho nó cao cao lên được rồi. Khỏi thử. Cô đi lỗi không ạ? Sao anh thấy nó sát gì vậy? Cái gì vậy? Lỗi. Ủa từ từ thôi. Cái lượng chạy mà. Đừng ngủ trong lóc à. Giống bị lỗi rồi đó. Lượng lỗi nữa hả? Không, không lượng. Nó chỉ lượng nhỏ nhỏ thôi. Ờ, nhỏ nhỏ thì được. Rồi, ngẩng đầu lên. Ủi từ từ thôi em, ủi từ từ lên chứ em ủi sẹt sẹt vô đó như mần cỏ vậy. Chết luôn á. Ngươi ra ngoài luôn. Đẹp mà. Đẹp mà. Chưa, nhìn giống như hậu không? Nhìn giống như tóc của hậu là được. Đẹp hơn. Hồi xưa, hồi xưa đẹp hơn. Rồi cắt phía sau nữa là được. Đều nha, cho đều tròn tròn. Được có lớn được rồi. Cái này chắc bắt không nha. Chỗ này hả? Dạ, nè. Cao không? Ở dưới đây hay là trên đây? Nguyên cái tròn chắc bắt. Bạn nhớ tay mình. Chết đi. Bên thấp này, bên đây cao này. Ủi, 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 cho hai bên bằng nhau chứ. Bên đây cao lên xíu. Bên nào? Bên này hả? Nhưng mà ủi, đừng ủi lõm nha, ủi đi. Đừng có lõm nha. Đó, cho nó cao lên vậy nó đều. Đã cắt cho Sang xong cái bộ tóc này mọi người. Mọi người xem trời cắt rồi đẻ. Nhìn cũng đẹp. Phía sau Sang không thấy được nhưng mà mấy đứa nhóc bảo là có cái hàng cái rô đẻ phía sau lưng cái hàng cái rô cái chép này rồi cái sân bay tùm lum hết. Nhưng mà phía trước được rồi, được rồi. Tại vì mình quay thì mình quay mặt thôi chứ không quay phía sau này không sao. Được chưa? Đẹp rồi đó. Xong rồi. Mọi người nhìn cũng không quá đến nỗi tệ phải không? Tại vì đang là dịch bệnh mà, đâu có nhiều sự chọn lựa đâu. Thì dự định khi sáng nay của Sang với mấy đứa là Sang cắt tóc xong á sẽ đi ra phía sau vườn để mà làm tiếp tục một cái chuồng gà để mà nuôi gà giống như dự định bữa hổm. Nhưng mà hôm nay Sang kiếm cây không có mọi người nên có lẽ là để ngày mai hoặc ngày mốt thì mình làm chuồng gà sau ha. Nên sáng ngày hôm nay thì ở nhà không biết làm gì nên rủ mấy đứa nhóc mình sẽ chơi một trò chơi trốn tìm xung quanh nhà của Sang nha. Mấy đứa ở đây á là mấy đứa có biết chơi trò chơi trốn tìm chưa? Đứa nào cũng biết rồi, rành rồi phải không? Dạ. Tại vì con nít miền quê thì ai lúc nhỏ cũng đã từng chơi trốn tìm rồi mọi người. Thì mỗi nơi thì có mỗi cách trốn tìm khác nhau. Nhưng mà hôm nay thì mình chơi như vậy nha mấy đứa. Dạ. Thì cái khu vực để mình chơi trốn tìm á, là sẽ là xung quanh nhà của anh. Là nhà dưới chỗ để xe nè, nhà trên này của anh nè, nhà bếp phía sau, nhà tắm. Và cái khu của mấy đứa nhóc ngủ ở đây là xung quanh nhà ở đây thôi nha. Không đi quá xa.
trong vòng anh đếm từ 1 đến 200 đi. Anh đếm từ 1 200 tại cái góc đu đủ chỗ này. Trong vòng từ 1 tới 200 á là mấy đứa sẽ đi trốn. Anh đếm là 5 10 15 20 nha. Là mấy đứa sẽ đi trốn. Trốn ở đâu anh không cần biết, nhưng mà trong nhà, xung quanh nhà là được. Và anh sẽ bắt đầu là đi kiếm mấy đứa trong vòng khoảng thời gian là một cây nhang anh đốt á. Là anh kiếm được đứa nào là người cuối cùng á sẽ là người chiến thắng nha. Tại vì anh không có đồng hồ bấm giờ, một nén nhang thì chắc khoảng tầm 15 phút gì đó. Thì trong vòng khoảng thời gian đó, anh sẽ kiếm lần lượt từng đứa, và đứa nào là người núp kỹ nhất sẽ là người chiến thắng. Và người chiến thắng á, trong trò chơi trốn tìm này của mình á, sẽ được nhận một cái giải thưởng nhỏ từ anh nha. Là 500 ngàn cho người cô trốn cuối cùng. Và chỉ có một giải thưởng thôi. Tại vì mình sẽ chơi hai trò chơi. Một á, là mấy đứa đi trốn và anh sẽ là người đi tìm. Và thứ hai á, là khi mà anh tìm ra được hết mấy đứa rồi á, thì mấy đứa sẽ là người đi tìm và anh sẽ là người đi trốn nha. Chơi thì mấy đứa đã rành chưa? Rồi. Đã nắm rõ chưa? Giờ thì mình sẽ bắt đầu chơi nha. Bây giờ thì anh sẽ nhắm mắt lại và anh đếm từ 1 tới 200. Thì mấy đứa trong vòng 200 lượt đếm đó thì mấy đứa sẽ đi trốn nha. Rồi, 1, 2, 3, trốn. 5, 10. Trốn ngay đi, chúng ta chứ. Trốn nhận, trốn chứ. Thôi được không nhận? Được. Còn có chân kìa. Ra, trốn chỗ khác. Ra, đi. Lên. Đi. Liên có cái tuôn kìa. Ở chung trên này nè, tắm tuôn nè. Ai cho vô trong ai đi, chung cho lết nè. Lết. Chú cho lết tới. Nhìn lết. Được không? Hộp lắm. Ê, nóng lắm. Ra. Ta chú trên tuôn. Mình dán chung trên tuôn đây. Kìa dán có cái thùng kìa, dán chú trong thùng luôn. Nhìn lên. Chú. Xong chưa? Rồi. Có cái thùng kìa, chú vô đó đi học. Chú. Đây lên mấy cái nắp. Mà chung trên đó đi. Chung trên đó đi. Nãy giờ sau 200 tiếng đếm á, thì có lẽ là mấy đứa nhóc cũng đã trốn hết rồi nha mọi người. Thì cái khu vực trốn mà Sang giao cho mấy đứa là sẽ trốn từ cái nhà phía dưới kia, là cái nhà mà để xe cho Sang á, với nhà chính này, nhà của mấy đứa nhóc ở này, nhà bếp với là nhà vệ sinh, với lại nhà phía sau. Đó là toàn bộ những khu vực trốn. Bây giờ thì nhiệm vụ của Sang á sẽ bắt đầu là trong vòng một nén nhang sẽ đi kiếm mấy đứa nhóc nha. Thì thật ra thì Sang không có cái đồng hồ nên dùng cái nén nhang này nè. Giờ mình đốt nén nhang lên rồi bắt đầu đi kiếm thôi. Cây nhang thì Sang cũng đốt ra cháy rồi nha mọi người. Bây giờ trong vòng một nén nhang này nè, Sang đã kiếm mấy đứa. Người cuối cùng mà Sang kiếm được là người chiến thắng. Nhưng mà trong vòng một nén nhang nếu mà Sang không kiếm được đứa nào hết luôn á, thì bốn đứa đều là người chiến thắng nha. Bây giờ thì Sang sẽ bắt đầu đi kiếm. Kiếm thì sẽ kiếm theo từng nhà. Kiếm nhà của mấy bên đây trước, xong rồi kiếm tới mấy nhà bên kia, rồi dài xuống kia sau nha. Giờ thì vào đi kiếm. Mình sẽ kiếm những cái chỗ khả quan trước. Đầu tiên là cái chỗ này nha. Xem có đứa nào núp ở trong đây hay không. Không có. Cái chỗ này là chỗ mấy đứa nhóc để vỡ đi, mấy đứa đi học này. Còn bên đây là tủ. Không có.
chỗ mền cũng dưới nhóc để đây quần áo không có luôn. Còn phía đây có luôn. Mình xong một nhà nha, mình thấy tiếp theo là sẽ qua bên nhà bên kia kiếm, mình kiếm theo từng vòng nha. Nhà bên đây là nhà của Sang với Mai, Mai thì đang ngủ rồi. Bên đây thì chỗ này thì không có chỗ trốn nha, phía bên đây thì không có gì hết. Mái nhà của Sang thì cũng không thấy luôn. Phía trên đây thì có hai cái điều, cái đứa nhóc thì không thể nào mà leo lên đây được tại vì rất là dễ nhìn. Giờ thì hai căn nhà bự á, hai căn nhà lớn á thì mình cũng đã kiếm qua một vòng rồi, không thấy đứa nào ở trong hết. Tiếp tục là mình sẽ kiếm tới cái khu phía dưới đây, cái nhà dưới kia với lại một cái nhà bếp với nhà vệ sinh bên đây. Nhà vệ sinh thì cũng không có luôn. Giờ kiếm tới nhà bếp phía sau. Phía sau đây là cái chỗ nhà bếp, cái chỗ nấu ăn của Sang. Thì phía sau đây là nhà bếp, xem có đứa nào trốn đây không. Mấy đứa nhóc này thì nó trốn kỹ lắm mọi người. Chơi không tìm thì con nít ở miền quê thì chơi giỏi lắm. Cú làm thì chắc là trốn không nổi rồi, làm lắm. Bên đây thì chắc không vô trốn được. Không trốn được, không có. Bên đây thì không có. Có rồi. Còn phía bên đây. Phía bên đây là cái chỗ mấy cái thùng. Mình sẽ kiếm từ cái chỗ khả quan tới cái chỗ mà không khả quan sau ha. Chỗ nào khả quan mình kiếm trước. Khi nào mà kiếm không được thì mình mới bắt đầu là mình kiếm lại một lần nữa. Thùng này thì nhẹ này, sao nghiêng được, chắc chắn là không có trong đây. Hậu ơi, thắng rồi Hậu ơi. À, xí một thằng. Đây à, thắng rồi, thắng được hàng bét. Mọi người thấy có ai trốn tìm mà vừa mới kêu thắng rồi là chạy ra không? Thôi ra đi, thua. Sao mới kêu thử thôi nhậu Hậu ra đây. Có ai nữa không? Dạ. Rồi ra đi, một thằng bên đây. Hậu không lên anh cũng đâu có biết đâu. Dễ dụ quá. Nhóc Hậu này là loại đầu tiên nha, ra chỗ cũ đi Hậu. Đây có cái thang của Sang này. Hôm qua thì Sang bắt lên để bắt con gà trên đây, cái thang vẫn còn đứng nha. Này thì cái Sang ngã xuống chắc là có người leo lên rồi. Giờ là chắc có một đứa ở trên mái nhà. Phía dưới đây và wow. Có đứa ở trong thùng mốt rồi. Thùng mốt thì Sang để bên đây nè, tối qua con gà ngủ trên đó. Đứa nào trong thùng mốt đó? Giờ chắc phải leo lên đi coi đứa nào trong thùng mốt rồi. À, có dép rồi. Dán. Ra đi. Núp trên thùng mốt để đôi dép ở ngoài nữa chứ. Thua rồi. Dán với lại Hậu là thua nha. Xuống đi. Nấu rồi, cho nó nấu không? Thôi xuống đi, xuống từ từ thôi nha, anh bắt cái thang lên cho. Nếu như mà anh trốn trên đó mà không có ngã cái thang này thì anh đâu biết đâu. Tại tối qua anh bắt cái thang này là anh biết nó đứng rồi. Rồi vô lên phía trước đi, dành với Hậu là bị bắt đầu tiên nha. Rồi giờ còn hai đứa nhóc nữa sẽ kiếm. Cái khu nhà này vậy là kiếm xong nha. Nhà Sang thì nhỏ mọi người nên kiếm nó dễ. Giờ thì mình còn mỗi khu dưới kia, mình đi xuống kia mình kiếm tiếp. Rồi sẽ xuống cái khu dưới kia để kiếm nha. Còn hai cái nhà dưới kia. Kiếm cái khu nhà này nữa. À, để xem là có đứa nào nó núp dưới đây hay không. Nhà dưới đây là cái chỗ mà Sang lúc trước dựng lên để làm cái rạp đám cưới mọi người. Với lại là cái chỗ để xe của Sang. Sau này là làm chỗ để xe. Thì kiếm thì không có nha. Còn cái nhà nhỏ bên kia chắc chắn là không ai núp bên đó rồi. Đây, không có luôn. Dưới đây. Không có đứa nào dưới đây hết. Đây thôi. Thì có nước này. Có. Ê, đứa nào đây? Lên. Giờ sẽ kiếm được nhóc tỉnh rồi. Vậy là Giang chiến thắng rồi. Hả? Lên. Hai thằng ba đứa rồi. À, vậy là nãy giờ Sang đã kiếm được nhóc Hậu nè, Dảnh nè, Duyên tỉnh. Kỹ quá, chui vô đây lú cái đầu tóc ra mà thôi kỹ. Còn đứa nào nữa không? Giang đâu? Hết rồi. Hết rồi. Rồi vậy là Giang là người chiến thắng. Vậy là sau một
lượt đi kiếm. Chắc là khoảng tầm 10-15 phút gì thôi là Sang đã kiếm ra được 3 đứa nhóc rồi nha mọi người. Và cuối cùng á là nhóc Văn là người chiến thắng. Và mọi người biết cái chỗ nhóc Văn nó trốn ở đâu không? Là dưới đây nè. Rồi bò ra. Nãy giờ Sang đi kiếm ở nhà là kỹ lắm mọi người. Sang kiếm từ bên đây qua bên kia mà Sang không để ý cái dưới giường này. Và cuối cùng là nhóc Văn nó núp ở dưới giường này nè. Nó nằm ở dưới đây thì nó chiến thắng nha. Rồi Văn là người chiến thắng. Là xong đợt 1 là nhóc Văn chiến thắng là sẽ được đề giải thưởng là 100 ngàn nha. Dạ. Lộn 500 ngàn. Dạ. Và tới đợt thứ 2 là 4 đứa sẽ đi kiếm anh. Chơi là 4 đứa trong vòng 5 phút sẽ đi kiếm anh nha. Thời gian đi trốn á là mấy đứa sẽ đếm từ 5 đến 300. Rồi, thôi nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt cứng nha, không chơi ăn gian nha. Rồi, nhắm mắt hết. Rồi. Giờ sẽ đi trốn nha. À, nãy giờ thì mấy đứa nhóc cũng đã trốn hết những cái chỗ rồi. Giờ Sang chỉ còn chỗ duy nhất thôi. Trên đây nè. Đứa mai thì đang nấu ăn, nó sẽ leo lên để trốn luôn. Rồi, sẽ để cái nắp lại luôn nha. Nãy giờ hết thời gian 5 phút rồi nha mọi người. Mấy đứa thì cũng đã không kiếm được Sang. Thua hết rồi. Đây. Mấy đứa thì nó tận tích dưới kia, nó kiếm dưới kia kìa. Ôi! Anh lại đây nè. Thua rồi, hết 5 phút rồi. Hết 5 phút rồi, anh thắng rồi. Vậy là xong hai lượt chơi trốn tìm của mình ngày hôm nay nha mọi người. Là Sang đã kiếm ra được hai người chiến thắng nha mọi người. Đầu tiên là Nhóc Văn, thứ hai là Sang. Thì cái lượt đầu tiên á là mấy đứa nhóc đi trốn và Sang đi tìm, thì Sang kiếm được ba đứa. Đầu tiên là Tỉnh này, Hậu nè, với lại là Nhóc Dảnh. Còn Nhóc Văn là người cuối cùng, và theo như lời nói của Sang á thì người cuối cùng chiến thắng á sẽ được Sang trao thưởng là 500 ngàn cho mọi người. Rồi đây là phần thưởng của Nhóc Văn vì đã chiến thắng. Vậy là hôm nay thi thì Văn thắng hai lần rồi phải không? Hai lần liên tiếp rồi. Thì cái lượt thứ hai là mấy đứa nhóc đi tìm và Sang đi trốn, thì Sang trốn được, mấy đứa nhóc kiếm không được nên không có phần thưởng nha. Thì clip của Sang ngày hôm nay á có lẽ cũng hơi dài rồi nên Sang sẽ tạm dừng clip tại đây. Tại vì hôm nay chỗ Sang dịch bệnh á, không thể đi ra ngoài để mà làm những clip sinh tồn này kia, nên tạm thời là làm những clip như thế này. Nên mọi người cũng thông cảm cho Sang rất là nhiều ha. Sang với mấy đứa chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye. Bye.